nãy giờ nói cái gì các bạn không biết, thôi các bạn tự mò lại. Tức là nó cũng thừa kế từ cái mảng một chiều các bạn, mình làm mảng hai chiều. Thì cái form của mình thứ nhất là mình thêm input ha. Rồi, tất cả những thứ khác mình có thể giữ nguyên hết. Mình thay đổi nhẹ cái file JS. Rồi cái file JS mình cũng copy y chang từ cái bài số 2 qua. Thì bây giờ mình cũng sửa nhẹ cái này nữa thôi là ok. Mình có 4 cái input thì mã số sinh viên. Mình cho 4 input ha. Rồi. Đấy, copy ra. Mình thay đổi nhẹ một cái khúc chỗ mà nhận dữ liệu và tạo dữ liệu con thôi. Rồi, cái này là tên nha. Cái này là điểm 1. Cái này là điểm 2. Rồi, cái này thì nó phải đúng với cái tên nhận về ha. Rồi, nó đúng bên đây. Cái tên này đúng đây. Rồi, mình có 4 dữ liệu rồi nè. Thì lúc này á, nếu mà mảng hai chiều thì các bạn phải tạo ra một mảng con nữa để nó chứa 4 thằng này. Rồi, cái mảng con lúc này của mình là gì? Ví dụ tôi va một cái item, một cái biến thôi các bạn đặt cái gì cũng được nha. Cái biến này biến con á, cái giá trị con của cái mảng của mảng á, cái này là mảng con, thôi ghi chữ mảng con đi đó cho các bạn dễ hình dung. Tiếng Anh quá nó ngu không biết gì luôn nha. Mảng con bằng mình khởi tạo một cái mảng mà gồm có những giá trị thì trở lại là gì, mảng đơn. Thì lúc này là gì, hình dung không đó? Thì mình có mảng con rồi, thì bây giờ mình đẩy cái mảng con này vô cái mảng lớn, vô mảng cha, thì chỗ này là gì, mảng con ha. Rồi, rảnh quá thì mình cho value bằng rỗng hết mấy cái này đó, tức là mình lấy là y chang, không có gì khó chứ. Đấy, mã một chiều làm ngày rưỡi, mã hai chiều làm 15 phút ha. Tại vì nó y chang à, mình chỉ cần khác cái chỗ này thôi nè, khác y chang chỗ này thôi, khác chỗ này thôi chứ không khác chỗ nào nữa chứ. Rồi làm gì quên nữa, có gì đâu khó ha, copy paste với thay thế thôi, không gì khó hết trơn, tức là mình hiểu cái cách nó làm là được. Rồi boot vô xong cho trống hết mấy cái input, rồi bắt đầu hiển thị. Phần hiển thị nè, hiển thị thì bắt đầu mình thêm cột ha, danh sách sinh viên, sửa nhẹ lại đó, danh sách sinh viên sửa nhẹ lại, số thứ tự, tên sinh viên, mã số sinh viên, mã số sinh viên. Rồi mình copy ra tên sinh viên, điểm 1, điểm 2, điểm trung bình, xếp loại, tặng thưởng ha. Rồi cái này là tên sinh viên đó, cái này điểm 1, tức là các bạn để cụ thể luôn, ví dụ như điểm Javarif và điểm cái gì đó học song song đó. Điểm 2 tôi làm tổng thể, tôi làm là điểm 1, điểm 2 ha. Rồi điểm trung bình, rồi xếp loại, rồi thưởng giỏi thì thưởng được cái gì đó chẳng hạn, xuất sắc thì thưởng cái gì đó, những cái xếp loại còn lại thì để chữ không ha. Rồi cái nút xóa vẫn giữ nguyên, dễ ồn ha. Rồi 1 2 3, rồi bắt đầu số tự rồi nè. Rồi truy xuất mảng hai chiều thì cái mảng này nó sẽ có hai cái dấu vuông ha, ví dụ như là mảng len. Rồi bây giờ mình số thứ tự không nói gì hết, rồi bây giờ cái này nè, cái y này nè mới quan trọng nè. Rồi y tức là phần tử thứ y của thằng cha, bây giờ mình muốn là lấy cái mã số sinh viên ra chỗ này nè, lấy sao mình chú ý nè,
Khi mình tạo mãn con nó là 0, 1, 2, 3 thì chỗ này là, rồi nghĩ đi, xong rồi đó, xong rồi đó, những cái còn lại các bạn tự chế. Không, dễ lắm các bạn, không có gì khó vậy. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cho nên đó, mình làm cái gì mình phải có một cái hệ thống logic rõ ràng. 0, 1, 2, 3 ha. 0, 1, 2, 3. Hết dữ liệu đầu vào. Bây giờ tới cái dữ liệu là tính toán điểm trung bình, xếp loại. Điểm trung bình, xếp loại, tặng thưởng. Rồi, cái này là mình phải làm một cái gì đó, lấy cái gì đó tính toán ra kết quả. Thì đây mình để là điểm trung bình chẳng hạn. Thì cái điểm trung bình này nè, mình phải được tính toán ở trên này nè, ở trên trước khi mà nó for. Ủa quên, ở trong cái for. Tại vì ngay cái phần tử thứ mấy của thằng cha thì nó mới có những cái điểm của thằng đó. Thì chỗ này nè, mình tính toán chỗ này nè. Rồi, sau khi có điểm trung bình rồi thì mình xác định được là xếp loại. Sau khi xếp loại xong thì mình có điểm trung bình rồi, mình làm được cái là thưởng. Hình dung không? Rồi, thì bây giờ nè, điểm trung bình nó dễ tính không? Dễ, tính trực tiếp đây luôn. Xếp loại dễ tính không? Khó. Tức là nó dựa vào cái điểm trung bình để nó xếp loại. Thì nó rất là nhiều câu lệnh cho nó một function. Nha. Rồi, giờ điểm trung bình nè. Điểm trung bình bằng cái gì à? Alo. Alo. Cái sao mà con của nhà ai mà thông minh dữ gì trời, hỏi tới đâu biết tới đó là sao trời. Rồi, mình có điểm trung bình rồi, xếp loại nó hơi khó. Thì xếp loại á, mình phải cho nó một cái function ha. Thì xếp loại bằng xếp loại, rồi mình chuyển gì vô đây, điểm trung bình. Ngon không, trình ngon không? Dễ ờm. Rồi cái này khó chưa? Chưa. Lại copy path, lại đem ra ngoài này. Mà đấy, trời, con ai kỳ quá. Đấy, nó giống nhau cũng không sao hết các bạn ha. Tại vì giá trị trong cái dấu ngoặc này với giá trị ở trong cái hàm này không liên quan gì trên rồi. Nó trùng tên thôi, nó liên quan vậy. Rồi bây giờ mình chuyển lại cái việc gì? If L, L, if bữa trước. If L bữa trước đó. Rồi, đọc cho tôi nghe. If gì ạ? À? If điểm trung bình rồi sao ạ? À? Lớp mình là lớp toàn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc thôi. Lớn bằng 9. Rồi gì nữa ạ? Ủa. Sao quên rồi? Lớn bằng 9 và hả? Không liên quan. Nhập là cái điểm ngay cái phong em mình cản nó lại rồi. Trong đây chỉ là mình so sánh thôi. Rồi. Ở à, gì ta? À, tức là mình sẽ là return. Tại vì trên đây nè các bạn, ở trên đây mình gán cho nó bằng một cái giá trị nào đó, thì cái hàm này là hàm phải trả về giá trị đó. Rồi, mình có thể là mình return trực tiếp, hoặc là mình va ở đây một cái gì đó ha, một cái isl bằng à, rỗng. Cái này là trả về giá trị chuỗi, thì khởi tạo nó là rỗng. Rồi sao nữa ạ? Return là l bằng xuất sắc. Rồi cái gì nữa các bạn ơi? L if L if đúng không ta? Đúng không? Lâu quá tôi quên các bạn ơi.
có thể giỏi. Nó kệ đi, nó nói đúng, nó đúng đi, đừng có cãi ông sùng quá. Ngược lại thì sao à? Return ít là bằng vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Tức là nó học dở quá thôi, vậy thôi đi, nghỉ nha. Nó học 8, tại lớp mình lớp giỏi không à, là giỏi với xuất sắc không à, không có nào khá chứ nha. Vậy thôi, rồi vậy là mình có giá trị này rồi. Bây giờ cái thưởng này nữa nè, tương tự như vậy, thưởng cũng y chang vậy nha. Thưởng bằng thưởng mở ngoặc ra xếp loại, không phải điểm trung bình đó, tặng thưởng. Rồi mình copy nguyên cái hàm này ra, bát ra đây, cái này là tặng thưởng. Rồi y chang như vậy, lớn hơn chính thì mình tặng cái giống gì đó mình tặng ha. Cúp cộng với 5 triệu đồng. Rồi cúp. Rồi không có thưởng. Ok, thì cái này thưởng thì nè, mình không cần đổi lại biến cũng được, chả sao hết ha. Biến này biến nội bộ trong đây thôi à, nó không liên quan gì tới bên ngoài rồi. Rồi ok, tức là mình lập luận ngược, có kết quả xong lấy kết quả truy xuất dữ liệu, chưa có cái gì hết thì tạo hàm, đơn giản thì tính luôn, còn không đơn giản thì tạo function. Hay quá ha, không biết đúng hay sai. Rồi rồi chạy thử nha. Ta bên nhau phố xưa mùa thu tim yêu ngất ngây, bầu trời vàng trăng sáng soi làng mây, nhưng ta đâu có hay thời gian bao nhiêu đổi thay, cuộc tình tàn theo lá vàng bay. Mở số sinh viên BS 12345 ha, OTP 2 thôi, lớn lớn điểm đi, 9 10. Xuất sắc. Tới đây là đúng rồi đó, về tự sửa lại ha. Giá trị nó sai chỗ nào sửa lại giùm tôi. Tức là cái cách làm nó đúng rồi đó ha. Bây giờ chỉ là ngay cái chỗ này nó đang là object nha. Xuất sắc luôn. Ok, tới đây tự sửa nha. Rồi, cái xóa này tự làm luôn nha. Dễ ồn mà các bạn ha. Rồi xong. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Chúc buổi tối vui vẻ.